I thought you can't eat it, but you. Ai trời trời trời, lấn cái giỏ lên. Nước không? That's the same. Careful. Cô chú ơi, sáng nay thứ bảy, đây là bữa sáng của Chi nè cô chú. Hai anh của Chi thì một anh thì ba chở đi đá banh, một anh thì ông nội chở đi. Tại vì hai anh thì đá banh ở cái những cái địa điểm khác nhau á. Ba chở đi rồi, một chút sẽ về chở Chi đi học nhảy. Rồi con bưng lên bàn ăn. Hello, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Ăn sáng xong rồi một hồi sẽ đi học nhảy. No football focus today. Referee boycotted. Football focus has been boycotted as well. Ah, yeah. Everybody's down tools at the BBC. There's going to be no interviews after the games. They're going to show it tonight, but they're just going to probably show one game. Run on to the second game with no debriefing or nothing. Nobody's interested in the talking. Hello, my princess. Funny though, isn't it? You look beautiful. He's interested. Dad, I've made the best time. He cannot make you anything. Come on, let's see. I'm surprised. I'm going to like sushi. I thought you can't eat it, but you eat it. I'm surprised, look. I'm going to enjoy it, look. Good, Cam. Yeah. Hmm? The salmon are very nice. Mm. So next time we can go to the Japanese restaurant now. Yeah, I'll just get sushi. Mm. They are fresh one and they're better. Yeah. Did you like it? Oi. Oi. Well, be very careful. I mean, the plate is thermonuclear. Do not touch it. And I'm not the kid. Well, if you want to go burn your hand, then you knock yourself out. Dad. I'm just warning you, it's been in the microwave for 2 minutes. The microwave's been on 3 times already. This play not all out in the microwave. Xin chào bà cô chú hay chị? Xin chào cô bà cô chú. Hello cô chú anh chị ơi, hôm nay Kim sẽ làm bánh với Chi Chi. Cái hộp bột này nè, cái bột bánh bông lan này người ta đã pha sẵn rồi, mình về mình chỉ cho trứng với dầu ăn với lại nước vào là mình làm mọi người. Má cho tao uống thì cho xin biết cuộn. Má. Rồi mình sẽ cắt cái bột này vô đây. Yêu cha tự tiện đó. Má thì tao cũng nói là. We just have to pull out the fork. Okay. Rồi giờ để trứng vô. Rồi con lấy cái trứng con đập ra đi. Đây con nhìn mẹ nè, con cầm cái này. Đập vô đây đi. Đập vô đây nha. Đập vô đây. Rồi cắt ra như nè. Ấy trời trời trời, lấn cái giỏ lên. Okay. Để mà lấy khăn làm. That was a big flash. Đúng rồi. I like this hand. Lấy khăn làm. Lấy nó sạch đi. How did you put it on your hand? Rồi mà lấy khăn ra cho chút con làm nha. Rồi để mà coi tiếp thì người ta kêu làm gì nữa nè. That was a little bit more mà. Dầu và nước bưng hai tay từ từ nhẹ nhẹ thôi. Ok, rồi để qua đây. Rồi cái chén dầu này con chế vô luôn, con chế cho hết đi rồi con mix. Rồi con mix it đi. Của con nè. Của con. Rồi
nước không? Đây Kim có chuẩn bị nho khô nè cô chú anh chị. Con có đinh đào hè, bớt nhỏ dưới đây trước đi. Dính tay không hả? Để mà lấy khăn lau cho. Để mà coi. Rồi xong rồi kìa, xong rồi. Xung bán. Một bán. Cá được rồi không? Thơm quá nè chị nè. Chị đụng vô là phỏng luôn á nha. Đợi chút xíu cho con nha. Đây nè cô chú anh chị ơi, đã nướng xong rồi. Bánh thì rất là thơm nhưng mà nó nứt nứt như vậy là bình thường phải không mọi người? Hay là nó bị sao không biết. Nhưng mà thôi kệ, lần đầu mà nướng được như vậy là cũng ngon rồi ha cô chú anh chị. Cái màu cũng đẹp nè. Kim nướng 40 phút á, ở trong cái hướng dẫn người ta kêu là nướng 40 phút. Ngon lắm nè cô chú ơi. Nó xốp nè, xốp mà thơm quá. Giờ con lấy muỗng đi, lấy muỗng con múc nha. Có giờ có nhỏ như này nữa nè. Không thể tin được lần đầu tiên làm cái bánh mà ngon như vậy. Có ngon không? Ăn thử miếng này. Ngon không? Ngon. Mà ăn nó sốt này nè, con ăn sốt này không? Mốt làm bánh cho sinh nhật ba đi. Ta đi birthday á. Này giống như bột người ta pha sẵn á cô chú, người ta để bột nổi rồi người ta để đường gì vô hết rồi. Mình về mình chỉ có để trứng với lại dầu ăn và nước vô. Mình trộn lên là mình làm nước. Thank you.
bowling yn coff yn na chi'n aws dyn. Tối nay nhà Kim ăn hamburger nè cô chú anh chị. Ba chị đang nướng hamburger. Some of that cheese on there. Be very careful, look, otherwise it will rip and tear. Right, okay, right, you, no, wait, just watch me. You hold it very gently and then put it on the top, okay? You just hold it gently, that's it, put it on the top. That's a good girl, well done. Excellent. That's the same. Careful. Just a minute. Put the bun on. Rồi, cô Chi, mở cô Chi ra ra cho ba để thịt lên. Yeah, Chi, there's yours, babe. Cái này cô Chi nè. You want cheese, do you, babe? Okay, do you want tomato ketchup as well, chicken? It's not all right. It doesn't matter, babe. It's going to go in your mouth anyway, isn't it? Right, do you want some tomato sauce? Yeah. Yeah, okay. There we go, babe. A little bit of tomato sauce for you, okay? Yeah. Alright, you put it on the top then. Be careful. Wow, look at that! Right, I'm going to bring the plates over. With two hands. That's a good girl. That's it, put it on there, okay? Put it on that plate. That's a good girl, okay? Alright, there we go. Bữa tối đã sẵn sàng rồi nè. Xin mời cô chú anh chị nha. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.